Anh ơi, dù gì đi nữa, mình cũng là vợ chồng với nhau cũng được 18 năm rồi anh. Mình có hai đứa con với nhau, con mình á đang lớn, tuổi ăn tuổi học. Đặc biệt bé yêu đó, nó rất là nhớ anh. Em cũng vậy, mà anh biết là hai mẹ con em cũng đều bị bệnh tim, mà anh nỡ lòng nào anh bỏ đi như vậy. Cái tình cảm gia đình nó quan trọng lắm anh. Giận thì vợ chồng ai cũng nói với nhau, mình giận nhưng mà mình sẽ làm lành, chứ đâu phải mà anh suy nghĩ giận rồi anh bỏ đi rồi vợ con anh như thế nào, gia đình này tan nát hết. Anh phải suy nghĩ cho cặn kẽ. Không có gì quý bằng gia đình. Gia đình là mãi mãi anh. Còn những thứ mà bên ngoài kia chỉ là cám dỗ. Em xin lỗi nếu như mà anh không có cái gì mà cuộc tình thứ ba ở ngoài thì em xin lỗi anh. Còn nếu mà có, em mong rằng anh suy nghĩ lại, vì gia đình mới là tất cả anh. Còn bên ngoài kia chỉ là một phút nông nổi thôi, chỉ là những cám dỗ thôi anh. Dạ đồ hiệp sĩ với thằng Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và bạn. Dạ trong những ngày gần đây rất nhiều các anh các chị, đặc biệt là phải nói là hôm nay thì anh em ở Bình Dương tiếp tục ghi nhận là một thông tin. Một em gái hiện nay đang đến từ một nơi rất xa, khuôn mặt về rất buồn rầu từ sáng giờ phút này chưa biết gọi là chia sẻ câu chuyện như thế nào. Hy vọng là cô chú anh chị chia xem hết video này, bởi vì theo như em gái này chia sẻ thì hai vợ chồng sống nhau rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Nhưng mà thời gian gần đây thì chồng có rất nhiều biểu hiện là phải nói là rất nhạt, và có thể là tình cảm mà không được gần gũi mặn lòng như xưa nữa. Vì vậy anh chồng mà âm thầm bỏ đi đến giờ phút này hơn 3 tháng trôi qua, chưa biết hiện nay chồng đang ở phương trời nào. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này để biết rõ đâu là sự thật. Rồi xin chào em gái nhé. Em cho Dạ anh biết em em tên chào. gì? Dạ em tên Mỹ Linh. Mỹ Linh hả? Em Dạ nhiêu tuổi rồi? Dạ Tết này nữa là em được 41. Bây giờ 40 hả? Dạ Em quê ở đâu? Dạ em quê ở Tiền Giang. Hiện nay đang sống ở đâu? Em sống ở Tiền Tiền Giang. Giang đấy hả? Em cho anh biết này, hôm nay em về đây nhờ anh em mình sĩ Bình Dương tìm chồng đúng không? Dạ đúng. Chồng em họ tên là gì? Dạ chồng em tên là Chu Văn Hòa. Chu hả? Chu Văn Hòa. Chu Văn Hòa hả? Chồng Dạ. em nhiêu tuổi rồi? Dạ 41. Chồng hơn em 1 tuổi hả? Dạ đúng. Chồng em sinh năm 84 hả? Dạ. 84 là 40, em 39. Nếu mà tính giấy tờ thì là như vậy, còn nếu mà tính tuổi sanh tuổi đẻ thì lại thêm một tuổi. Chồng em là năm nay là 39. Em 40. chồng 40, em 30 39. Dạ đúng. Chồng em quê ở đâu? Chồng em quê ở Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc ngoài Bắc Dạ đúng. hả? Em gặp chồng em lâu chưa? Dạ em gặp chồng em, nếu mà tính ra gặp luôn á là nay là 18 năm. Em gặp ở đâu? Em gặp tại đất Sài Gòn ở quận 7. Trước em đi làm ăn đấy em gặp hả? Trước em đi học. Sinh viên hả? Em là sinh viên. Thương nhỉ. Chồng em không có làm gì cả, chỉ là đi làm công ty thôi. Trước em sinh viên trường nào đó? Em sinh viên trường cao đẳng kinh tế. Hiện nay mình còn công tác hay là mình làm việc ở đâu ấy? Dạ không, em quen với chồng em thì em ráng em học ra, cho em học, em quen được năm cuối thì gia đình cấm cản không có cho quen, nhưng mà lúc đó tụi em đã quen được 2 năm rồi thì tụi em Không bỏ nhau được đúng không bỏ nhau được tội này. rồi. Em mới ráng học ra trường để cầm cái tấm bằng trên tay. Nhưng mà khi mà em học xong rồi á, em mới về quê, tại vì em đã kết thúc cái nhiệm vụ học rồi em về quê. Thì ảnh mới theo em về, tại vì ảnh đã nói là ảnh thương em rồi. Mà lúc đó em cũng chỉ là cảm tình, cảm mến, thương thì cũng có, nhưng mà không có sâu nặng lắm. Thì em mới về dưới quê, thì ảnh cũng nói là ảnh thương em, ảnh về quê. Nhưng mà gia đình em thì nói là chơi một ngày một bữa thôi chứ không có được ở lâu.
Tại vì con trai với con gái mà ở chung một nhà như vậy, mà trong cái đó gia đình bên em nữa, thì mẹ em mới nói là anh về đi, thì anh cũng ráng năn nỉ, anh chơi được vài ngày rồi anh cũng quay lên thành phố, rồi anh quay lên anh cũng nhớ em, cũng chạy về tiếp như vậy đó. Đó là cuộc tình của em như vậy. Thì em lúc ấy là mối tình đầu hả? Dạ đúng. Nhiều người trong trường học đeo đuổi em mà em không có chịu. Mà em chịu anh hả? Không biết sao, chắc là cái duyên cái nợ em gặp ảnh là em thương. Thế là quen nhau 2 năm? Quen nhau 2 năm. Sau đó thì mình tổ chức đám cưới không? Dạ có đám cưới, có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Gia đình của anh, chồng chị có mua? Dạ không. Gì vậy? Tại vì gia đình ảnh nghèo, không có khả năng cưới. Nghèo nhưng mà lại không có lý do để không vô được, con lấy vợ mà không vô được thăm hả? Dạ đúng, nhưng mà không ai vô hết. Sao làm vậy? Em nói ra em mất cỡ, em ngại lắm anh. Ôi, một cô gái phải là con có học đúng không? Dạ, em mất cỡ, em ngại với bạn bè, ngại với xã hội lắm. Nhưng em rất xinh gái, không phải là một người bình thường mà phải là em rất xinh gái, dễ thương. Nhưng mà cái hoàn cảnh đẩy đưa, ông trời ông sắp đặt, em thương anh, em cũng không biết làm sao. Cho nên á, có như thế nào em cũng ráng cắn răng em chịu đựng vượt qua chung với ảnh. Nhưng mà em cũng biết đám cưới là gia đình chồng không có ai. Dạ. Ngoài mình chú rể. Dạ đúng. Hôm nay em có buồn không? Em tới ngày hôm nay em rất buồn và rất hối hận. Nếu mà chồng em thương em thật lòng cho tới ngày hôm nay tròn vẹn mà không có bỏ em đi như thế này thì em nghĩ là em xứng đáng. Nhưng mà sự thật, chồng em đi như vậy thì em rất là hối tiếc cuộc đời của em. Em xin hỏi, trong 18 năm quen biết và sống chung mèo thành vợ chồng, hiện nay em có mấy người con rồi? Dạ, em có 2 đứa con. Gái hay trai em? Dạ, 2 con gái. Con em học được không? Dạ, con em học cực kỳ giỏi. Ồ. Xuất sắc của trường. Nhưng mà từ khi cha nó đi tới bây giờ, hai đứa rất là buồn khóc nhớ cha. Đặc biệt là bé nhỏ, nó mến cha, nó thương cha nhiều lắm. Mỗi lần cha đi bán về là hả, cha đều mua bánh, chủ nhật cha chiều đều chở đi công viên, đi siêu thị Go. Nhưng mà 3 tháng mấy nay, 3 tháng 6 ngày nay là không có được. Còn nữa, con em rất là buồn mà nó nhớ cha, mà con em cũng bệnh á. Nó khóc, nó bệnh hoài, 3 tháng mấy nay cứ thay phiên hai mẹ con là bé nhỏ, là bé yêu của cha. Với là em cứ đi bệnh viện hoài, hai mẹ con bệnh tim. Em nhỏ, hai vợ chồng em từ khi biết nhau là 18 năm, đến giờ phút này có 2 người con. Dạ. Vợ chồng em và các con em đã về quê thăm gia đình bên chồng chưa? Dạ chưa. Sao vậy? Bởi vì gia đình bên bển không có được đàng hoàng như sao là vậy như người ta. Ồ. Nhưng mà một bởi gia đình vì không có cưới hỏi em đàng hoàng mà anh thấy một cái câu chuyện ấy, thương nhau là tùy duyên rồi. Dạ, đúng. Đến với nhau thì tùy đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà sống với nhau đến giờ phút này, kể cả cưới hỏi đến giờ phút này sinh với nhau là cũng mấy người con rồi. Dạ 2. Ồ, mà em hoàn toàn là không biết quê anh ta, bởi vì anh ta không muốn dắt em tới hay sao? Lúc mà tụi em làm cũng có dư chút đỉnh, tụi em hỏi á, em có nói chứ không phải là anh hỏi. Đi trên đường hai vợ chồng vui vẻ chở hàng đi bán, em có nói với anh là anh ơi, mình ráng mình làm dư chút đỉnh tiền, mình coi nghỉ hè năm nào đó, hay là bây giờ, hay là như thế nào, mà canh cái lúc nghỉ hè hai vợ chồng chở con đi về quê, dầu gì cũng bà nội, để cho con nó biết mặt bà nội, biết quê hương xứ sở của cha mình. Nhưng chồng em lại nói á, thôi em ơi, chỉ như vậy thôi, em rất là buồn, nhưng mà em không biết làm sao, em không biết cư xử như thế nào như lúc đó. Nhưng anh nghĩ thế này này, không ai là không mong muốn là về thăm quê cả. Đúng. Nhưng mà đôi khi chồng em có nỗi khổ riêng ấy mà. Em không biết, nhưng mà anh nghĩ rằng như vậy, có thể là chồng em rất buồn nhưng mà đang giấu em. Buồn có chuyện gì đó, có thể là trước đây chồng em vì lý do nào đó phải bỏ quê để đi. Buồn gia đình. Em cũng nói thiệt với anh á, là hồi xưa á, là tụi em không có được cưới hỏi đàng hoàng, cho nên gia đình em cũng không có chịu. Trước lúc mà cưới hỏi mà làm một bên như vậy đó, thì gia đình em không có chịu. Gia đình em kêu tụi em gian ra đi, chia tay đi. Nhưng mà vì hai đứa nhỏ là hai vợ chồng tụi em thương nhau quá, không có rứt ra được.
Cho nên ảnh cũng xin mẹ em đủ lời đủ kiểu để mà được đến với nhau. Rồi mẹ em cũng lại không đồng ý. Mẹ em mới nói là ai biết con có vợ không phải chưa. Cho nên mẹ em kêu ảnh dẫn mẹ em về ngoại để mà coi coi ảnh có vợ có con gì chưa. Thì đi về ngoại thì hoàn toàn ảnh chưa có vợ. Nhưng mà hỡi ơi, gia đình rất là nghèo đến mức độ không có tiền để mà đi cưới vợ. Mới dặn nài bẻ ống chửi mẹ em. Ai chửi? Bên bển á. Ồ, sao chửi? Nói chồng em á là dẫn dôi về nhà. Em cũng không biết là sự thật, lúc đó em không có hề đi. Tại vì dầu gì nữa em cũng là con gái. Lúc bây giờ mình cưới nhau lâu chưa? Lúc đó tụi em chưa cưới, vẫn là bạn trai bạn gái với nhau. Nhưng mà mẹ em quyết định là về thăm quê anh ta. Dạ. Để về biết sự thật đúng không? Dạ đúng. Cô mà gì thật, sự thật là sự thật anh chưa có vợ. Nhưng mà anh bỏ gia đình, anh đi từ lúc mười mấy tuổi á. Rồi mới gặp em, anh bỏ đi lên trên Đà Lạt chung với cậu gì đi khẩn đất. Cậu một người gì, hai ông cậu. Em cho anh hỏi này. Từ khi mà hai vợ chồng em sống chung với nhau á, dạ, đến giờ phút này, từ khi cưới xin á, có con, hai vợ chồng em làm công việc gì? Dạ đi buôn bán. Bán gì vậy em? Dạ bán trái cây, em thì bán thanh long với lại dặm thêm những cái trái cây khác. Còn chồng em thì nói chung là lúc đầu thì hai vợ chồng em chỉ bán trái cây, thanh long với lại mấy cái món khác như bưởi, cam, quýt này nọ, đồ dặm vô thêm thôi. Nhưng mà lúc đó là chỉ có một đứa con cho nên nhiêu đó cũng đủ sống rồi. Nhưng mà sau này sinh thêm đứa con nữa thì đứa con đó lại bị bệnh từ lúc 7 tháng tuổi mà bệnh cho tới bây giờ. Cho nên rất là tốn tiền. Mà có một mâm trái cây đó thì không có đủ sống. Cho nên em mới mướn cái chỗ mình đó để cho anh bán dừa để phụ em, chồng một giá, vợ một giá, lần múc vô lần nuôi hai đứa con. Nhưng mà anh bán được 5-6 năm thì bây giờ nó lại như vậy. Em không biết là anh như thế nào nữa. Em cho anh hỏi chồng em có chịu thương chịu khó không? Dạ cũng có, rất là chịu thương chịu khó. Chồng em có yêu em không? Yêu các con không? Dạ có. Vậy là gần đây là cái tình cảm mà em phát hiện được chồng em có thể là không yêu em như ngày xưa và không thương các con như ngày xưa lâu chưa? Dạ khoảng 2 năm. Mới 2 năm nay hả? 2 năm là kiểu như nó không. Nhưng mà tiền bạc ai giữ? Dạ em. Em giữ hả? Chồng em có bao giờ đi đâu bỏ ngày bỏ đêm hay là đi đâu một đêm hay một ngày bất thường không? Dạ không. Vậy là anh thấy là chồng em cũng rất thương em. Nhưng mà thời gian cỡ khoảng 2 tháng thì bình thường ấy, thì cuộc sống vợ chồng vui vẻ hạnh phúc. Đi đâu cũng em đi theo, rủ em đi theo. Hai vợ chồng đi đâu cũng kè kè với nhau trên một chiếc xe chở hàng như vậy đó. Nhưng mà khoảng 2 tháng á, thì là chồng em không cho em đi chung nữa. Ồ. Bây giờ em có giải quyết công chuyện như thế nào á? Em nói anh cho em đi lấy hàng chung với anh đi, em xong công chuyện hết rồi. Thì ảnh cũng không cho em đi. Ảnh nói á, bà làm cái lùng què gì vậy? Ồ. Bà làm cái gì nữa vậy? Nói chung là ảnh không có muốn em. Nói chung là anh thấy em rất dễ thương mà, đúng không? Em không biết cái như đó người ta ấy, như người ta là người ta muốn ở nhà, nhưng đây là vợ muốn đi phụ chồng, đúng không? Nửa đêm gà gáy như vậy mà chồng lại không muốn. Mà trước đây là hoàn toàn là có, đúng không? Dạ đúng. Tự dưng là mới đây không hả? Dạ đúng. Đấy, khoảng 2 tháng trước khi chồng em bỏ đi, đúng không? Dạ. Chồng em ở nhà có bao giờ nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó không? Chồng em á, nói chung là em mua cái điện thoại cùi bắp cho chồng em xài mười mấy năm rồi. Chủ yếu là để vợ chồng nghe gọi với lại ai có mua hàng gì thì đem vô thôi. Nhưng mà anh về anh chơi á là anh lấy cái máy của em anh chơi cờ tướng. Nhưng mà thời gian gần đây á, anh đi được 21 ngày, anh bỏ đi bữa mùng 10 tháng 7 á, anh đi được 21 ngày thì em có sạc ba cái dây điện dây chạc của ảnh ra. Thì em phát hiện ra anh có một cái điện thoại trượt hiệu Samsung mới mua mà em không hề hay, không hề biết. Và anh mua giấu ở đâu em không biết đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà chỉ để lại là cục sạc với lại cái dây tai nghe đồ thôi, là mới hoàn toàn, chưa bung chưa tháo.
Mà cái máy thì rinh đi mất tiêu rồi. Có hộp không? Có hộp đàng hoàng. Máy đó là máy gì? Theo máy, em Samsung. Máy Samsung. Khoảng nhiêu tiền em đến Samsung thì em biết không? Trị giá không? Bao nhiêu tiền không? Em nghĩ cái đó cũng 5-6 triệu gì đó, em cũng không biết. Mà trước đây là hoàn toàn là không có. Dạ đúng rồi. Là cục gạch đúng không? Đúng rồi. Máy gọi là máy cục gạch đúng không? Dạ. Em mới phát hiện ra, em mới nói hàng gì, từ nào nay ảnh đi mà em không có điện được. Tại vì em điện là điện vô cái cục gạch, cái cùi bắp đó. Mà bây giờ lòi ra cái này thì đúng rồi, điện đâu được, đúng rồi. Đó thì quan coi cùng là chồng em xài số điện thoại khác rồi. Đúng đó không? Em không biết nhưng mà rõ ràng em biết là phần như vậy. Em biết là chồng em đi được 21 ngày phát hiện này. Thì em sạn ba cái đồ của ảnh, dây điện, dây chạc tùm lum đó. Em mới dẹp dọn thì em mới thấy, em mới phát hiện ra. Em với nhỏ con gái Úc phát hiện ra. Coi là trong 18 năm chung sống với nhau. Dạ. Đến giờ phút này là hoàn toàn là anh ta không có người nhà, người thân thì sống ở đây đến em đúng không? Dạ đúng. Chỉ có gia đình bên vợ là bên em đúng không? Dạ đúng. Vậy là chồng em ở với em ấy, là ở nhà em hay ở nhà anh? Ở nhà riêng hai vợ chồng. Ồ, tự mua hả? Mẹ ruột cho đất. Ồ, hai vợ chồng mần cất nhà nuôi con. Nhà lớn không? Nhà em chỉ được có 100 mét vuông thôi. Vậy là cũng lớn rồi. Nhà xây lâu chưa? Mới có mấy năm mà. Vậy là cũng rất tốt, rất giỏi rồi. Nuôi được con ăn học, xây được nhà. Vậy là ngon rồi. Ồ, vậy là mới đây chồng em đi đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi? Được 3 tháng 6 ngày. Em đếm từng ngày một luôn hả? Dạ đúng. Cái thời gian mà 1 tháng rưỡi anh đi á, em từ 65 kg mà chỉ có 1 tháng rưỡi là em còn 54 kg, em xuống đi 11 kg. Một tháng trời. Một tháng rưỡi. Một tháng rưỡi em xuống 11 kg. Trời. Chứ ngày xưa em to em bự con á, em 65 kg. Vậy là chắc cái thời gian em mất ăn mất ngủ hả? Em ngủ không được, em ăn không được. Đêm em có ngủ được không? Dạ không. Chắc thương chồng, nhớ chồng mà. Đúng rồi. Tội nghiệp, hai chồng yêu nhau thế mà đùng gái một vợ đẹp thế này. Chồng bỏ đi. Tội vậy. Em có nghi ngờ là chồng em đi đâu? Tại vì vợ chồng em cũng biết tu. Mà em nghi thì em sợ mang tội. Ừ. Nhưng mà cái tâm, cái tính của người phụ nữ em linh cảm. Anh có sự thay đổi. Em cũng hơi nghi. Nhưng mà em không dám nói. Tại vì bình thường em rất thương chồng, em rất là tin tưởng chồng. Nhưng mà bây giờ đùng ra như thế này em khó chịu lắm anh. Vậy là thời gian này em còn buôn bán không? Dạ không. Em đi không có nổi. Bán không nổi luôn hả? Em ăn còn không nổi, lấy đâu mà em làm. Con em hiện đây là tiền học tiền hành đấy không? Chồng em trước đây có phải là gây lộn với em không? Cãi lộn với nhau? Dạ có, vợ chồng chén lúc trong sống mà làm sao không khua anh. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Vợ chồng đầu giường mình gây, mình cuối giường mình lành là như cơm bữa anh. Chồng em có bao giờ là chồng em nói chuyện là tôi sẽ đi không? Lúc vui vẻ anh nói là anh đi là đừng hòng mà tìm ảnh. Em chỉ nghĩ là một cái câu đơn giản nói giận chơi thôi. Em không có suy nghĩ, em không có gì hết. Tại cũng bỏ qua, không có mà xoáy sâu vô vậy. Em nghe vậy là em cũng biết là anh đang gì đó thôi. Mình im đi cho nó chắc. Mình nhìn đúng không? Dạ đúng. Ai ngờ một ngày nào đó ông đi thật. Đi thật, nói chung là cái ngày mùng 10 tháng 7 đó, hai vợ chồng vẫn đi bán về. Em thì nằm trên võng để nghỉ mệt, còn ảnh thì cắt bóng tay. Xong rồi cái ảnh nói chung với lại mẹ con em á là cha đi sạc cái bình xe. Em nghe đi sạc bình xe thì em đâu có nói gì, em cứ để anh đi. Rồi anh đi sao mà tới 4 giờ rưỡi em chưa thấy về. Em mới ngồi dậy, em mới kiểm tra lại đồ nghề dẹp dọn. Thì em phát hiện á là anh lấy hai cái giỏ sách với một cái cây gác ngang để chở hàng anh đi. Thì em mới nói là ủa anh đi đâu sao kỳ vậy ta. Em mới đi tìm, đi vòng vòng mấy cái dừa dừa. Em chở con em đi tìm mà không có thấy gì hết á. Vậy là anh đi luôn cho tới ngày hôm nay là được 3 tháng 6 ngày. Em đếm từng ngày, em mong mỏi từng ngày.
Em học xong rồi xảy ra chuyện vợ chồng không có như người ta ngoài ý muốn hết. Em không có tiếp tục đi làm, em không có làm được gì hết. Em phải bỏ luôn việc học để mà theo chồng đi bán, đi tần tảo kiếm tiền để mà cuộc sống tương lai. Em bỏ hết việc của em đi bán chung với ảnh. Tại vì em nghĩ mình đã thương nhau rồi thì cái việc gì mình làm cũng được. Là tất cả là bao nhiêu năm qua là gần như là khoảng hơn 20 năm gọi là ăn học của em. Mà em bỏ hết. Em đi bán chung với ảnh luôn cho tới ngày hôm nay. Bởi vì hiện nay là chồng em thì quê ở Vĩnh Phúc. Dạ. Chưa biết là phiêu giạt cả phim nào mà chưa biết là đi đâu. Vì vậy cho nên là để giờ phút này mà để tìm được biết được thông tin của chồng em thì cũng không có hề đơn giản, đúng không? Em cái cảm nhận của em về cái linh tính của người phụ nữ làm vợ em cũng có nghi ngờ đó anh. Em nghi sao? Em nghi là ảnh có người khác bên ngoài. Tại vì lý do như thế này em mới suy nghĩ nặng hơn. Thí dụ ảnh có buồn em, giận em cái gì thì ảnh ngồi xuống ảnh nói, lấy mà vợ chồng chia sẻ với nhau. Hoặc là ảnh có thể ảnh không nói luôn đi, thì ảnh đi một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng gì ảnh sẽ quay về. Tại vì còn con nữa, dầu gì cũng máu mủ của ảnh. Còn lần này ảnh bỏ hẳn luôn cả mẹ lẫn con. Thì anh nghĩ đi, một người thanh niên đàn ông con trai mà ở ngoài đường mấy tháng trời như vậy, thử hỏi anh đó, không có một cái gì đối với mẹ con ở em ở nhà. Thì anh đặt trường hợp anh sẽ nghĩ chứ không nghĩ gì mà phụ nữ đàn bà gì hết thì sẽ như thế nào. Đến giờ phút này mẹ em và gia đình em có chia sẻ gì cho em không? Mẹ em chỉ khuyên em thôi, ráng vượt qua. Nói chung là mọi người đến giờ phút này cũng nghi ngờ là chồng bỏ đi một thời gian rất dài, có thể là đi theo một người phụ nữ khác, chứ không có lý do thì chồng em đột ngột bỏ đi, đúng không? Anh thấy em rất dễ thương, nói chuyện thì phải nói là rất khôn khéo, nhẹ nhàng, lễ phép, lịch sự, chịu thương chịu khó bỏ tất cả những công việc học hành của mình gạt sang một bên để theo chồng, dầm mưa dầm nắng, phơi mưa phơi nắng để kiếm tiền, vợ chồng lo cho nhau và có con. Nhưng đến giờ phút này thời gian cũng không dài lắm nhưng cũng không có ngắn, đúng không? Cũng 18 năm chung sống và biết nhau rồi mà chồng em đột ngột một cái, một chồng em bỏ đi thì anh thấy thực sự là thất vọng. Mình có hỗn với chồng bao giờ không? Dạ không. Chỉ là vợ chồng mình nói qua nói lại thì cứ nghĩ là vợ chồng gây vậy là bình thường. Nhưng mà thật sự mà nói cũng gây vậy là hoài, bình thường, không có gì hết. Thì sáng gây thì chiều thuận, không có gì. Nhưng mà em không ngờ là ngày đó anh nói với em là anh đi sạc bình xe là anh đi luôn. Mất tích rồi hả? Dạ. Em đã tìm tất cả những chủ vựa, vựa dừa hay vựa trái cây mà trước đây chồng em hay lui tới để em tìm hiểu thông tin chứ? Dạ có. Người ta có chia sẻ gì không? Người ta không có biết. Hồi 3 tuần trước, hồi tháng trước thì có lại lấy. Là có bán dừa tiếp hả? Có lấy thôi nhưng mà chạy ngang qua thôi vậy. Nên đó. Có mua dừa không? Có mua dừa chạy mua ngang không? Qua. Thì cũng là hai giỏ sách với một miếng đừng để lên đủ chở đi à. Tại em... vì chở đi xe không đa. Vậy là chồng em chính chồng vẫn còn đang bán dừa đúng không? Vậy bây giờ mình tìm tất cả những tuyến đường có thể chồng em bán dừa phải không? Hoặc các quán cóc, hoặc là có thể bến tàu, bến phà chẳng hạn. Em cũng không biết. Em tìm chưa? Dạ em có tìm. Em tìm 3 tháng trời. Không thấy luôn hả? Không thấy. Em tìm là vòng vòng ở đó hay đó? Em tìm vòng vòng ở đó với là em đi lên Sài Gòn em tìm. Em nghi ngờ là chồng em quay ngược về Sài Gòn không? Em nghĩ là chồng em không hẳn là về Bắc đâu. Tại vì ở ngoài cuộc sống khổ lắm cho nên chồng em mới bỏ đi vô trong này. Rồi lẫn quẩn từ Tiền Giang mà lên tới Sài Gòn thôi anh à. Tiền Giang và Sài Gòn nó cũng không xa lắm em ạ. Dạ. Nhưng mà cũng chưa hẳn là chồng em hiện nay về Sài Gòn. Có thể là chồng em hiện nay đang sống ở Tiền Giang cũng có. Nhưng anh nói ví dụ thôi. Dạ. Chứ mình cũng chưa biết dám chắc. Mình cũng chưa có khẳng định. Anh nói ví dụ như bây giờ có một cô gái nào đơn thân, cũng chẳng tuổi như em hoặc hơn em, nhỏ hơn em, hoặc có thể là 30, 35,
hoặc 30, 32 chẳng hạn, ví dụ như vậy, hoặc 27, 28 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Anh đã ví dụ thôi, dễ thương, cũng nhỏ nhẹ, lịch sự, kinh doanh, có thể là kinh doanh cùng ngành nghề với em luôn. Đôi khi chồng em được một người nào đó giới thiệu và đến gặp trò chuyện, và từ đó có thể hai người nảy sinh tình cảm mình không biết được, và có thể là chồng em hiện nay đang ở nhà đó. Có thể như vậy. Mình cũng... chồng em đi không có mang giấy tờ tùy thân gì hết, và em cứ nghĩ hoài là 3 tháng 6 ngày nay anh ăn đâu, ở đâu, như thế nào anh. Em cũng nghi, em cũng lo lắm, tại vì... em thương lắm. Dạ. Rất thương chồng. Con em hiện nay đang ở nhà với ai? Ở nhà với bà ngoại. Trời. Em có nói em đi đâu không? Dạ có. Em nói đi đâu? Cô, em nói là mẹ ơi, giờ con không biết phương trời nào, con tìm con kiếm nữa, con mệt mỏi, con kiệt sức, con đau tim lắm rồi. Bây giờ mẹ ơi, mẹ thương con, mẹ giữ hai đứa nhỏ ở nhà cho con đi. Bây giờ con chỉ còn có cách là đi tìm hiệp sĩ Thanh Hải để cứu con thôi. Chứ giờ con không có phương hướng nào nữa, mẹ ơi, chắc con chết. Mẹ em mới nói là mẹ con không có biết nữa, nhưng mà bây giờ con làm như thế nào để cho con thoải mái thôi, chứ mẹ con, mẹ em thấy em như thế này, mẹ em chịu cũng không có nổi. Bây giờ thế này nè, anh em sẽ cố gắng đăng tải cái video, cái cuộc trò chuyện này lên, hy vọng là đến được tai chồng em, hoặc các cô chú anh chị biết được thông tin chồng em đang ở đâu, thì mọi người sẽ báo tin. Anh sẽ báo tin ngược lại cho em, để gia đình mình có hướng. Nhưng nếu mà chồng em mà chia sẻ mà gọi liền, các anh em xác minh được mà đúng với cuộc điện thoại hoặc số điện thoại của chồng em gọi, mà chồng em nói là chồng em tự dưng là hết tình cảm em, không còn thương em nữa, chồng em có một cuộc sống, một hạnh phúc mới rồi, đúng không? Em có chịu nổi không? Em không biết sao mà chịu nổi, sao mà không chịu nổi nữa anh. Rõ ràng là 3 tháng 6 ngày em nay quằn quại, quằn quại để chờ đợi, quằn quại để đi tìm, mong mỏi từng ngày, thậm chí con em cũng mong mỏi từng ngày. Mà bây giờ anh đặt câu hỏi như vậy thì sự thật em không biết sao mà chấp nhận nữa. Bởi vì em rất là thương. Cảm ơn em nhé. Em có thể nhắc lại cho anh nhỉ? Chồng em họ tên gì, quê quán ở đâu, sinh năm bao nhiêu? Chồng em là Chu Văn Hòa, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1984, quê ở Vĩnh Phúc. Hiện tại sống ở Tiền Giang, hộ khẩu cũng Tiền Giang, gia đình con cái vợ con đàng hoàng, đăng ký kết hôn đàng hoàng. Hy vọng là anh cũng rất mong, hy vọng nếu chồng em có chót dạ, lỡ say lắng ai đó, chồng em xem được cuộc trò chuyện này, chồng em sớm quay trở về với em, và với vợ, với các con. Anh thấy em là một cô gái phải nói là rất hiền hậu, ngoan và hiền, chịu thương chịu khó. Đặc biệt là anh nghe cái câu chuyện mà hai đứa con của em, các cháu học rất giỏi. Mà nếu như là các cháu mà biết được cha mình mà bỏ đi thế này, mà không quay về nữa, thì tất cả mọi công lao của các cháu học hành có thể là sẽ không có thành công được. Dạ đúng. Tội nghiệp. Bây giờ cái điều cuối cùng trên cuộc trò chuyện, em có thể tâm sự với chồng em những năm tháng hai vợ chồng sống với nhau, những chuyện gì vui buồn hoặc những tình cảm là sâu sắc, mà có thể là 3 tháng 6 ngày qua em không có thể nói chuyện được với chồng, thì đây là một cơ hội anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tạo một điều kiện cho em để em chia sẻ tâm sự với chồng em, để hy vọng chồng em xem được, chồng em cảm nhận được đâu là tình yêu thật. Anh ơi, dù gì đi nữa, mình cũng là vợ chồng với nhau,
cũng được 18 năm rồi anh. Mình có hai đứa con với nhau. Con mình á đang lớn, tuổi ăn tuổi học. Đặc biệt bé yêu đó, nó rất là nhớ anh. Em cũng vậy. Mà anh biết là hai mẹ con em đều bị bệnh tim, mà anh nỡ lòng nào anh bỏ đi như vậy. Cái tình cảm gia đình nó quan trọng lắm anh. Giận thì vợ chồng ai cũng nói với nhau. Mình giận nhưng mà mình sẽ làm lành. Chứ đâu phải mà anh suy nghĩ giận rồi anh bỏ đi. Rồi vợ con anh như thế nào, gia đình này tan nát hết. Anh phải suy nghĩ cho cặn kẽ. Không có gì quý bằng gia đình. Gia đình là mãi mãi anh. Còn những thứ mà bên ngoài kia chỉ là cám dỗ. Em xin lỗi nếu như mà anh không có cái gì mà cuộc tình thứ ba ở ngoài thì em xin lỗi anh. Còn nếu mà có, em mong rằng anh suy nghĩ lại, vì gia đình mới là tất cả anh. Còn bên ngoài kia chỉ là một phút nông nổi thôi, chỉ là những cám dỗ thôi anh. Thương quá, quá tội nghiệp. Em mong muốn rằng anh suy nghĩ lại, dù gì cũng còn vợ còn con ở nhà. Mình đã trải qua bao nhiêu khó khăn khổ sở mới tới được với nhau. Anh thử nghĩ đi, cuộc sống mình vất vả thiệt, nhưng mà vợ chồng vui vẻ. Đi từ Tiền Giang buôn bán tới Sài Gòn, ở đâu cũng có kỷ niệm hết, mỗi lúc xe xì xe hư. Những lúc chở đồ nặng như thế nào đều có hết đó anh à. Em mong muốn rằng anh suy nghĩ lại. Em rất thương anh, con rất cần anh. Anh có biết là anh đi 3 tháng 6 ngày nay á, mẹ con em đau đớn khổ sở như thế nào cũng chỉ vì thương anh. Em đi nằm bệnh viện, con cũng nằm bệnh viện bao nhiêu lần, anh có biết không? Vậy mà đánh đổi lại như thế nào? Đánh đổi lại bây giờ anh chẳng biết gì hết. Anh có ở ngoài như thế nào? Anh suy nghĩ lại. Cuộc sống này không có cái gì mà qua gia đình đâu anh. Tội quá. Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em. Anh hy vọng là tất cả những lời tâm sự của em cuối video này đã sẽ đến tai được đến chồng em. Và hy vọng là chồng em xem được. Chồng em sẽ sớm quay trở về với em, với các con, với gia đình em nhé. Dạ. Rồi hôm nay em về để em nhờ anh em ở chính Bình Dương ghi hình đăng ký để tìm chồng. Anh em ở chính Bình Dương sẽ xin phép đăng tải tất cả những thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm chồng cho em. Em có đồng ý không? Dạ. Cảm ơn em nhé. Rồi em hãy bình tĩnh, cố gắng nhé, giữ gìn sức khỏe. Bởi vì hiện nay em còn các con nữa. Các con đang cần sự trông chờ từ em. Bởi vì các con em hiện nay còn đang tuổi ăn tuổi học. Anh à, bác sĩ ở Tiền Giang Đa Khoa chê em, nói bệnh em là phải mổ liền, mổ gấp, nếu không là để nguy hiểm tới tính mạng. Mà hiện giờ chồng em như vậy, em không biết tính làm sao. Con em thì cũng bệnh tim, mà trong khi đó nó còn nhỏ còn yếu. Anh cũng biết là con em như vậy, em như vậy. Ngày lúc cưới nhau em không có hề bệnh. Sau này cuộc sống mưu sinh và em bị stress, tại vì hoàn cảnh gia đình đôi bên nó như vậy đó, cưới hỏi như vậy đó. Em căng thẳng lắm cho nên lâu ngày, lâu năm em mới bị bệnh tim. Một nữ sinh viên năm xưa hiện nay đang đeo trên tay một chiếc nhẫn cưới. Nhưng đến giờ phút này nhẫn cưới thì còn một lửa mà chồng mình chưa biết là phương trời nào. Chưa biết là chồng mình hiện nay còn đeo nhẫn cưới của mình hay không, hay là chồng mình đã đeo nhẫn cưới của người phụ nữ khác. Hy vọng là em trai này, nếu em thực sự em xem video này, em cảm nhận là em thương chồng, thương vợ và thương con. Nếu mình không muốn sống với vợ nữa hoặc với các con nữa thì mình cũng phải về nói chuyện với vợ, với con, với gia đình thẳng thắn. Bởi trước đây em theo đuổi người ta một cuộc tình mấy năm liền, đúng không? Có thể là em cố gắng để theo đuổi một người phụ nữ, một nữ sinh năm nào. Nhưng đến giờ phút này em lại bỏ rời xa người ta.
thực sự là để mang rất nhiều tội lỗi. Bởi vì hai vợ chồng hoàn toàn rất thương yêu nhau, chứ không có cái chuyện gì mà lớn lao hay to tát. Nhưng mà vợ thì phải nói là thực sự là đây, trong rất nhiều câu chuyện tìm vợ, nhưng đây anh em ghi nhận được cả một cái tình cảm rất sâu sắc. Em là một người phụ nữ, một nữ sinh năm nào em dành cho chồng những cái lời tâm sự phải nói là vô cùng rất ngọt ngào. Cảm ơn cuộc chia sẻ của em nhé. Chúc em thường lộ nha, đi lại bình tĩnh nhé. Rồi các anh em sẽ cố gắng đăng tải video của em để tìm chồng em. Hy vọng là sớm tìm được chồng em cho em, còn cũng như cho gia đình em nhé. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện thông tin chính thức hình ảnh em trai này hiện nay đang sinh sống ở đâu, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang hay những tỉnh miền Tây lân cận, có thể là các cô chú anh chị hãy báo tin hoặc vui lòng nhắn tin qua số điện thoại Zalo cho số điện thoại 0913785858 để anh em sẽ tìm cách để tiếp cận, khuyên nhủ em trai quay trở về với chồng, với vợ, với các con của mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong video tiếp theo.